chỉ cho nè. Ủa nãy giờ quên tin sách dừa nữa. Xíu nữa chưa, nãy nè mà. Đúng cây dừa thành công nhưng mà lại đây là tin. Không. Đúng cây dừa thành công nhưng mà để thu hoạch cổ hủ. Mệt thật đó. Đúng dừa đó. Lại mua mà thấy không có ăn cái gì cũng được thấy không? Ý mà ta đoạn rồi chứ không đoạn như xưa làm biết nào sống. Ừ. Đây là, thường thường là ta cưa tới đây thôi nè. Nè. Quay đây tới đây nè. Nè. Sát đọt vậy nè. Đâu có đoạn đâu. Đâu có đoạn khúc này đâu nè. Ta cưa tới đây nè. Hồi xưa. Hồi xưa cưa không cắt uổng. Đi em qua nắm đây đi chứ em. Không tí cũng hộ. Không đâu. Không, nó nằm ở trên mà. Rồi dở, dở lên đi. Cái này còn lột xa. Cái anh qua đi. Sao mới ăn được, đâu phải gì đó ăn đâu. Vô. Cái này cũng còn lột, lột bớt thì phải đem vô chứ để đem vô. Để cho bỏ tay đi. Kìa, lấy dao cho. Lấy dao chặt kìa, mất bằng dưới tôi vừa kìa ta. Lấy dao. Lấy dao chặt bên đây nè. Thấy chưa? Nè, cắt không sát. Trời ơi, hết hồn hết kia. Tưởng đâu chặt trúng. Rồi, kéo hướng này dễ hơn rồi. Chưa nhưng mà đây coi cái đầu nó. Đấy chưa? Cái nữa đi cho nó. Hết cực lắm. Thôi cho đem lên để kiếm. Nó còn dày lắm. Vậy thôi hai đứa lên đi. Ổng chặt thì hai đứa lên nghỉ đi. Ra uống nước dừa nè. Chưa chứ xong rồi. Cho ông Đức mình đi. Uống cho khỏe. Ổng chặt không kêu chứ bộ. Sắp xong mà. Sắp xong rồi. Lên được là khỏe rồi. Được. Sắp xong rồi. Chị tên xuống phụ đi rồi lên. Chị. Còn mấy cái dừa đây nữa nè. Tớ đứng kia phụ gì trơn à. Đây chưa? Gà quá. Giờ dỡ cái tàu lên đi. Chú anh nãy giờ thôi cái này ăn được nè, quăng lên đi. Ừ đó ăn được á. Rồi vô đó thôi. Tại không quăng, không còn quăng ngay cái đống ấy nữa. Lên lên đi, rồi lên đi. Ấy luôn rộng luôn rồi. Nó thơm rồi đó. Dâu ghê quá. Để cho đỡ đỡ chả, cho đỡ đỡ xích qua đây. Thằng mẹ nó lên. Đỡ đỡ xích qua đây con nè. Chân dập tay á. Không có chuyện nó bung cái mũi đó lên nè. Phan dứt dứt cha, dứt. Ê, nãy rồi nè. Đây đi cho lên đây đi, hắt mình đi đi. Thật là nhóc. Anh Tàu Bà Nang là tên. Phan, Tin ơi, ông Bà Nang tên. Ăn Bà Nang nè, vừa ra bà nội cho ăn Bà Nang nè. Ăn Bà Nang. Ăn Bà Nang. Rồi, vô vô vô. Nó sợ nó không ra ăn à. Nó chết ra. Được rồi. Kéo lên đi chứ anh. Ui cha chặt anh đừng có thọt thọt dao ghê quá. Kéo lên đi. Ui tụi nó coi đó. Ui. Ủa nó dướng gì ta? Em phải nói có cái tàu này nó dễ nắm hơn nè. Ui chỉ còn dướng không ơi. Dướng rồi mà dướng. Dướng cái gì á. Nó còn dướng. Nó dướng cái góc ở bên này nè. Nè. Ui ta. Rồi, vô thế, vô thế. Rồi, không ăn. Xe xeo lên chứ anh. Xeo lên. Lên, lên. Dạ. Cái tự nhiên mà nẻ lên. Thì ra đây nè, cũng như chừa, cái ăn con lắm nè. Rồi, xíu nữa lên rồi. Kéo lên, hai ba. Rồi, không chặt, chặt đi, hai ba, kéo nữa. Rồi đó, chỗ này sạch rồi đó. Chặt, chặt đi. Lên luôn đi, lên luôn đi. Lên luôn hả? Bạn đưa dọn kia cho xong rồi. Thôi đại đi. Rồi thôi được rồi đó. Nó bớt kiếm gì dọn. Đi chào. Sách dừa thôi. Để chào, tia tia cái nhẹ que vậy.
Đưa mẹ, không ăn đưa mẹ đi. Dạ chị. Đang con ăn cái tên. Kìa kìa. Quen con ăn. Con ăn. Thôi vô tắm à. Nghe chỗ này cái chân còn sót dừa ngay đây nè. Đậm rồi. Nghe thôi, đây mày rồi. Coi chưa? Bây giờ tụi con chỉ lượm dừa rồi. Thôi rồi. Rồi. Còn tao rồi không mấy để mày mốt mẹ kéo từ từ. Chứ lại kiến không bằng cực á. Rồi đi chia bỏ cho ba ăn đi. Lượm dừa đừng sắp đi. Chú ba. Tên lười biến quá. Không biết phụ gì đây. Chú ba mày không biết phụ á. Giờ ăn cái để cho tụi nó, còn cái mình mơi mình cộng gỗ với cho tụi nó xào cho tụi nó. Đây một con hổ, đây một con hổ. Ủa cái sao con hổ này nhỏ hơn ta? Thấy chưa, nãy cây đầu cưa được ha. Cưa sát, còn cái này cưa cưa xa cái nặng chết. Cái nó chia làm hai, cho hai lứa. Còn cái này mình để mình ăn với mình gạt cộng gỗ luôn. Gắn bò nang rồi tụi ơi. Gắn bò nang. Này cá chơi này nè tên, cá có này chơi đảo nè. Chán đầy. Tên. Thiệt. Thiệt con này chơi đảo nè cái. Đó lên đây người ta làm sạch sẽ không. Cái dưới làm nhìn cái ghê không chết. Rồi chặt đây cho tên ta món ăn nè. Tên. Cái đen món ăn nè. Uống nước dừa đi, mấy bình vô cái bụng không nè. Vô đây. Cái tàu dừa đó kéo qua đây luôn đi con. Đó, mùa nang này non nè. Có mùa nang này chơi đảo nè. Lại đi chơi chỉ cho chơi. Về đây. Lại đi chơi chỉ cho chơi mùa nang nè. Bông nè. Không phải ăn nè. Khoan khoan, đừng cái dở lên nè, giặt lên cái. Ủa sao cái đó nãy ăn được rồi sao anh đem dục hả? Ăn món ăn. Vừa làm cây gãy vừa. Để đi con, ăn cái nào không được thì mày đem ra cho cá ăn cái định dục phụ. Cho con cái nhỏ này, cho cái bự. Cái đấu kiếm nè. Nó chảy nước con kia. Ở trong đó nó còn nước đó, nó chảy nước xuống. Nè. Ê cứa. Cái ngoài đó còn già già chứ hồi giờ mấy món ăn còn chiên ngon. Nào, cái dẫu con nào. Nè. Chưa chút ông nội chặt ở trong ăn còn ngon nữa. Mày tao ông nội lấy cái nhỏ nè. Con nhỏ chặt. Thôi. Từ 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 từ. Kéo ra. Đi đi. Quăng cái cửa sổ mà. Mà lên. Đây cái món ăn nhỏ con nè. Từ từ từ. Lấy trái bỏ đi. Gieo. Bớt kiếm đi ông mà thì mới nghĩ chắc mà bớt. Chắc cũng đỡ chứ. Ai cũng bông nè. Tính 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 quá quá. Để cho bộ cái này. Cái gà vịt ăn. Giờ dịch ký từ sớm giờ nó không dám qua đây luôn ha. Nè. Lâm. Giờ Linh qua bẩm cho nó ăn nè. Cô Kim. Không hết làm ta chặt ra rồi. Nhăn tùm lum. Bà vợ đó. Cô Kim. Ăn trước cái đó nè. So tài đều kiến. Ăn đó không? Nè chặt cái cây này ra nè. Nhìn dao này mà dùng rồi. Đây nè, cho chặt cái chỗ món ăn đã lắm nè. Hả? Bén này dao này hôm qua cho mày rồi, dao nó chưa có mày. Chặt thôi mà.
nghe mùi thơm rồi đó. Ô bể rồi, bể củ hủ trong rồi chơi. Ôi trắng. Bể phải bể gì sao? Đá đá. Dạ. Thơm à. Thơm. Rồi đem vô. Thơm quá thơm. Rọc đi tét tét thằng dao đó đâu có rọc được đâu. Dạ. Dạ. Ok. Chân sạch không? Sạch. Ờ. Đúng rồi. Biết rồi. Đúng rồi. Ừ. Tàn của cha chặt cũng già rồi á. Anh dạt vô cỡ cha là vừa. Ok, chào và hẹn gặp lại mọi người video sau. Nhớ like, đăng ký, hãy tìm ủng hộ Chí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền. Bye bye.